Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Phong Cận TV đây. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với một video mini world mới của mình nha. Yeah, ok. Thì hôm nay chúng ta sẽ làm gì nào anh em ơi? Thì như các bạn đã thấy là bên kia là có một cái đầu của một đứa nướp các bạn. Đây, đây chính là đầu của nướp nữa bạn ơi. Và phía trên nướp đang có bạn Kairon đang nhảy tưng 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 phía trên, các bạn thấy không? Đó. Chào mọi người đi Kairon. Hello mọi người. Ok bạn ơi, thì hôm nay á mình với Kairon sẽ cùng nhau gọi là thi đấu một cuộc thi bạn ơi, đó chính là cuộc thi bắn súng nha, PVP nha. Thì Kairon hiện tại là đang ở bên map của nước, còn mình là bên map của hacker. Kairon, bạn bấm giúp mình một cái bạn chụp giúp mình tấm hình cho mấy bạn fan xem đi. Chụp giống giúp giúp mình tấm hình đi. Đó thì mấy bạn ơi, mình đang để cái hình của mình ở trên màn hình cho các bạn xem này. Đó, mình đang ở bên map của hacker, còn Kairon là bên map của nước. Và hôm nay mình là Phong Cận hacker cùng với lại là nước Kairon sẽ cùng nhau thi đấu PVP bắn súng nha các bạn. Đó, nghe hấp dẫn không? Hấp dẫn luôn, quá hấp dẫn luôn đúng không? Ok rồi. Kairon sẵn sàng chưa? Dạ, thích thì vô quá. Rồi ok, vô nè. Bây giờ nè, trước tiên chúng ta sẽ mình sẽ cho các bạn xem cái kho súng của mình. Đây. Đây mình sẽ cho mấy bạn xem. Đây chính là những cái rương kho súng của mình nè. Trong đây là có súng AK nữa bạn ơi. Đó, ghê chưa? Ghê không? Cả thấy ghê không? Súng AK luôn nha. Súng AK. Nạp đạn nè. AWN luôn nè, có AWN luôn nè. Nè mấy bạn coi nè, bắn nè. Trời ơi, ngầu chưa? Rồi bên đây còn có cả súng ngắm AWM luôn nè. Ghê không? Nạp đạn nè, ngắm nè. Bắn nè. Đó, quá ghê luôn. Rồi còn bên đây là súng không cần lấy đạn hả? Ui, có đại liên luôn nè. Ồ, sấy nè. Ồ, quá ghê luôn. Còn bên đây là những cái gì ta, những cái khối để chúng ta đặt qua bên nhà của đối thủ. Đó. Còn trong đây là gì đây ta? Trong đây là đá hả? Đá để làm gì ta? Bánh hacker hồi 100 máu. Cái này là bánh của hacker hả? Cái này ăn được hả ta? Ôi, mình ăn thử coi. Cái này là cục đá mà cũng ăn được luôn hả? Ui. À, cục đá mà ăn được luôn các bạn ơi. Ghê thiệt. Đấy rồi. Cục đá bên tôi được gọi là kẹo. Bên tôi cái cục đá nó cũng được gọi là kẹo nè. Ôi, trong đây còn có cả gà quay nữa nè. Gà quay để ăn để tăng tốc độ. Ăn vô nè, đó, chạy cực kỳ nhanh luôn. Wow. Đó, ghê các bạn. Rồi ok, bây giờ mình với Kairon sẽ cùng nhau chiến đấu nha anh em. Vào video nào, let's go. Rồi, ở bên đây mình thấy là có cái đường để đi qua nữa các bạn. Kairon phía trên kìa. Hello bro. Ok, mình sẽ lấy đại liên ra. Tự nhiên là mình lẽ bên núp luôn rồi ghét rồi, ai cũng gọi mình núp á. Hôm nay mình sẽ chứng tỏ cho các bạn thấy mình không phải là núp, mình sẽ chiến thắng hacker. chiến thắng nè. Bắn. Ủa, Kairon rồi. Kairon nè. Ôi. Kairon ghê nha. Được. Bạn được rồi Kairon nè. Bạn được lắm. Chùm nipper, mình là chùm nipper mà bạn. Chùm nipper á, biết không? Ủa sao mình rơi xuống dưới luôn rồi? Được. Trời ơi, Kairon này. Để mình bắn một cái chích queo luôn, trời ơi. Kairon nè. Chết queo chưa? Mấy bạn thấy mình bắn ghê không? Mấy bạn thấy mình bắn ghê không? Trời ơi, mình mà Phong Cận mà. Kairon nè. Chưa kịp ngước mặt lên luôn. Ờ, đúng rồi, mình sẽ đặt lóc qua bên chỗ bạn. À được, mấy bạn ơi, Kairon chơi kỳ quá, mình đang đặt lóc, Kairon bắn vào mông mình, trời ơi là trời, lủng mông mình rồi. Tức. Khoan, bây giờ tôi mới để ý là cái game này của chúng ta đã tận 1 tiếng lận nha. Bây giờ chúng ta có nên là ra quy định là bao nhiêu kill sẽ kết thúc không? Ok, ra quy định đi, là bây giờ là người nào ăn được 10 kill trước thì người đó thắng, chơi không? Vô, thích thì okay, chơi. Ok, mình thấy có cái đầu Kairon nè mấy bạn ơi. Chết nè. Ok, chết queo luôn. Ok, mình đặt lóc mình đi qua nha. Ôi xong, mình rơi xuống dung nham rồi. Rồi xong chết queo luôn. Mình rơi xuống dung nham bạn ơi. Ui. Bình tĩnh Kairon, bình tĩnh. Giờ là chơi bằng AK nha, không chơi súng ngắm nữa nha. Rồi, okay. Chơi súng ngắm với nha. Cay nè. Ghê. Ai, Kairon bắn ghê các bạn ơi, mình nghĩ rằng mình không nên đứng ở bên dưới mình bắn đâu, mình rất là bất lợi. Đó, đứng bên trên bắn nè. Cay hả? Cay nè, chết queo đi. Ok. Chết cha, 5 kill rồi. Đặt lóc đi qua. Ok, đợi cái rồi. Cay. Mình 5 kill, bạn 4 kill. Ok, mình đặt lóc qua luôn nè. Ok, đặt nè. Đặt lóc. Cười đi. Cười nè, chết queo đi. Kỳ quá nha. Mình phải ăn gà vô để mình hồi máu đã. Ăn gà vô. Quên, nãy giờ mình quên ăn gà luôn chứ. Ăn cái bánh vô hồi máu nè. Cay đó,
À quên, xin lỗi, mình quên mất là không được xài súng ngắm. Ok. Ok, nhưng mà bây giờ là 10 mạng, ít quá 15 mạng đi, giờ chơi 15 mạng nha. 15 mạng. À, thích thì 15, còn không thích thì 15. Ok, 15 nha. Rồi mình đặt lắp qua. Lắp qua mày. Sao lần nào cứ đặt lắp qua là cay cũng giết mình vậy cay? Cay rồi. Cay nè, cay nè. Cay chạy, cay chạy các bạn, cay chạy. Trời ơi. Mình chưa kịp ngắm cay nữa bạn ơi. Cay rồi, cay rồi. Cay rồi, cay rồi. Cay. Cay nè, cay nè, ăn nguyên viên đại liên vào mặt. Đây. Cay đâu, cay đâu. Được luôn. Cay đâu, cay đâu. Đây đi. Cay. À. Ủa trời, sao mình nói thiệt luôn, cái game gì mà nó dễ như đâu luôn á. Ê, có game nào khó hơn không? Ờ, dễ hả? Dễ nè, dễ nè. À, nãy giờ mình chưa cầm 6 nòng các bạn. Dám ra không đêm? Ra nè, sao không dám? Nghĩ gì mà không dám? Chết đi. Ok, mình ăn bánh vô hồi đâu. Không cần 10 kill rồi. 10 kill rồi đó nha, phải ít đâu nha. Ui, đặt lóc che lại, đặt lóc che lại, đặt lóc che lại. Mày quá. Mày quá, mình né được mấy bạn ơi. Cay nè, cay nè, cay nè, cay nè. Ôi, cay con chơi che lại các bạn ơi. Ui. Ui chín. Ấy da, trời ơi, sống. Ủa sao cay bắn xuyên tường được vậy? Đâu đâu, mình đã bắn xuyên tường đâu. Mình chỉ cần đứng cao thôi, mình thấy cái đầu bạn là mình bắn được rồi. Ôi trời 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 trời. Trời ơi trời trời, bình tĩnh cay, bình tĩnh cay. Ơi. Bình tĩnh cay, mình ăn bánh vô mình hồi máu đã. Mình bắn hai khúc luôn, hai cửa luôn. Cay nè, cay nè, cay nè, cay nè, cay nè. Ấy da. Yeah, à, kêu rồi. 10 điều yeah. Rồi. Trời ơi mấy bạn ơi, chết rồi, 10 điều rồi. Cay Ron không phải dạng vừa đâu nha. Hồi nãy mình xem thường cay quá. Bây giờ là mình thấy được cay bắn cũng ghê đó mấy bạn. Chết rồi. Trời ơi. Game gì mà nó dễ, người ta nói nó dễ mà nó dễ theo kiểu mà nó dễ gì á. Ok. Cay Ron rồi. Cay đó kìa. Cay hả cay? Này thì cay này. Ủa mấy bạn ơi, yeah. Bây giờ nhất định là mình phải bắt lóc mình qua chỗ cay mới được. Tại mình phải qua bên chỗ cay thì mình mới dễ dàng giết được cay, bạn hiểu không? Đó. Từ, cay mình mới thấy cay. À, cái đầu cay nè, cay nè. Cay nè. Ôi cay chết rồi. Bắt lóc qua mấy bạn ơi. Nhất mình nhất định mình phải qua được, các bạn hiểu không? Nhanh. Qua được rồi. Mình sẽ đứng đây mình núp đây mình đợi cay. Cay đó nó bị mình nữa là lửa bạn ơi. Ok, nhảy xuống này. Cay nè. Ui trời, cay giết mình đấy bạn ơi. Không sao. Cay Ron là ta, mình nghe tiếng ổng đang đi qua nhà bên nhà mình phải. Mình nghe tiếng ổng đang đi qua nhà mình mấy bạn ơi, nguy hiểm quá vậy. Ok, mình sẽ nhảy qua nhà cay. Hây. Sa. Ê Phong ơi, tính là tôi đang bên nhà ổng nè. Ủa sao tôi qua nhà ông tôi không thấy ông? Hai đứa mình đang ở chung nhà. À lộn, hai đứa mình đang gọi là đổi nhà cho nhau. Ủa cay đâu? Đâu rồi? Thấy bạn đâu? Ủa bạn đâu? Ủa bạn đâu? Tôi thấy bạn đâu? Tôi thấy bạn rồi nè. Chết đi. Ok, giờ mình sẽ thử chơi lại thêm lần nữa. Hey. Đặt lóc. Ok. Ui, được rồi. Đứng đây. Ủa đâu rồi? Que vô lao. Que vô nào. Yeah, 15 mạng các bạn ơi. Cay ơi, đằng dưới nè. Cay. Sao cay? Trời ơi, chịu thua chưa? Chịu thua gì, bây giờ mình mới chơi có chút xíu mà bây giờ đã đòi thắng rồi. Bây giờ mình chơi tới 20 điểm hoặc là 25 điểm đi. Cho nó lâu. Trời, mới thắng có xíu mà gáy. Ok, rồi. Được rồi, vậy bây giờ là chọn một con số thật là đẹp đi. Chính là số 25 ha. Số 25 là cái ngày mà hai đứa mình lãnh lương á. Chọn số 25 ha. Được. Ok. Trời ơi, cây Ron chơi kỳ các bạn ơi. Cây Ron chơi mà, cây Ron vừa nói xong cây Ron bắn luôn. Cây Ron chơi kỳ vậy, cây Ron. Chơi kỳ cục. Không cần biết cái sao mà cây Ron nè, không cần biết hả? Được. Miễn sao đó là khi mà bắt đầu game là chúng ta có thể đánh nhau rồi các bạn à. Không cần biết là có cần phải gọi là công bằng hay không. Hello. Ủa còn đây. Kiss me. Ây da. Ủa sao cây giết được tôi vậy? Mình cũng chết luôn rồi. Cái kỳ, cái chơi kỳ, cay. Ok, tức quá bạn ơi. Còn đây không? Ủa, không còn ở đó đâu, tôi về nhà rồi. Tôi đâu ngu, tôi cứ đứng ở đó mãi.
thôi tôi về nhà đây. Về nhà rồi hả? Về nhà rồi. Sao kỳ vậy ta? Sao mình cứ bị lừa hoài vậy ta? Ê da, trời ơi, tôi té xuống dưới tôi chết luôn rồi. Tôi về nhà nha, tôi về nhà nha. Ok. Cairon tưởng mình ở đó. Cairon vẫn tưởng mình đang ở dưới đó bạn ơi, cho nên Cairon nhìn xuống đó. Ok, thôi tôi ok, giờ mình sẽ tiếp tục nhảy xuống cái đường đó nha. Mình nghĩ là không cần đang đứng ở đây. Ôi, Cairon biết rồi, Cairon biết rồi. Trời ơi trời. Ây da. Chết rồi, 15 mạng rồi, Cairon 15 mạng rồi, không được. Chết nè. Chết nè. Ủa, Cairon chơi bất ngờ bạn ơi, nhảy vô đầu mình ghê quá trời. Ê, bây giờ có một cái trò này rất là hay nè. Bây giờ tụi mình đánh nhau một trận tay không đi. Ok, được, giờ quýnh mình tay không đúng không? Yeah. Vô. Cài rồi, rơi xuống dưới đi. Rơi xuống dưới đi. Cài. Ôi, chưa chết. Cairon nè, đứng lại. Đây. Chạy nè, chưa chết hả? Cho chết luôn nè, chưa chết hả? Ok rồi, chơi lần súng nè. Hả, chơi bằng tay đi, cậu có mạng nè, chơi bằng tay luôn đi. Vô. Chết rồi. Rồi xong. Ủa, tôi cũng chết luôn. Còn một mạng duy nhất các bạn ơi. Còn một mạng cuối cùng các bạn ơi. Mạng này mình sẽ chơi bằng tay với cây luôn. Chơi quân tử luôn. Đúng rồi, thường là cái gì cuối cùng là chúng ta cũng phải đánh nhau công bằng. Qua đây đi. Lý Tiểu Long nè. Lý Tiểu Long. One hour later. Đạp cho cái nè, cú đấm máu. Cái rên tuổi gì mà thắng được mình. Trời ơi bạn ơi, bạn thấy mình ghê không? Trời ơi, mình quá mạnh luôn các bạn ơi. Mình là hacker mà, noob làm sao đánh lại hacker được đúng không các bạn? Ok, và mình nghĩ rằng là coi như trận này mình đã chiến thắng rồi nha. 25 mạng. Gì cái rên? Cái rên sao? Ông tự tử luôn các bạn ơi. Ok bạn ơi, thì mình nghĩ rằng là video này đến đây cũng đã dài rồi. Thì nếu như mà anh em thích video này thì đừng quên là để lại cho mình một like, một share và nhấn nút subscribe đăng ký ủng hộ cho kênh YouTube của mình cùng với kênh YouTube của bạn Cairon nha anh em. Ok, bye bye. Hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye, yêu anh em phải nồi. Tạm biệt.